Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tờ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, như vậy là với chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận cuối của vòng bảng thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã xác lập được tận 3 cột mốc và kỷ lục mới đầy tự hào trong cái hành trình hội nhập với bóng đá châu lục. Thầy trò Van Persie đã khép lại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á bằng một chiến thắng ấn tượng với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình vào tối ngày 1 tháng 2, ngay ngày đầu năm mới Nhâm Dần. Và đây là một chiến thắng đầu tiên tại vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup của đội tuyển Việt Nam, đội lần đầu tiên giành quyền lọt tới giai đoạn này. Và đây cũng là trận thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Và trong 7 trận đấu đầu trước đây thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã toàn thua trước đội tuyển Trung Quốc để lọt lưới tới tận 2-3 bàn. Trước đây thì bóng đá trẻ của chúng ta cũng đã từng thắng được lứa U16 của Văn Quyến khi mà chúng ta hạ Trung Quốc với tỷ số là 3-2 tại vòng bảng vòng chung kết giải U16 châu Á năm 2020. Và chưa hết thì chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc cũng đã giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup khu vực châu Á kể từ năm 2002. Thái Lan trước đó là đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup ở châu Á và hai kỳ ở 2002 và 2018, họ chưa bao giờ giành được bất cứ một chiến thắng nào. Và thậm chí thất bại ở vòng loại 2018 cũng khiến cho chính huấn luyện viên Kianlasak đã phải từ chức dù ông đã đưa bóng đá Thái Lan thống trị sân chơi AFF Cup và SEA Games. Và ngay sau khi trận đấu kết thúc thì những chia sẻ của Van Persie cũng như là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, tôi nghĩ rằng sẽ khiến cho hàng triệu cổ động viên Việt Nam chúng ta sẽ cực kỳ xúc động và sẽ phải rơi nước mắt mà thôi. Chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc thì đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã bật mí cách Van Persie đã cởi bỏ áp lực cho đội tuyển Việt Nam và những cầu thủ của mình. Anh có chia sẻ rằng, thật sự thì bản thân Dũng và toàn đội rất hạnh phúc, trước trận đấu có rất nhiều áp lực vì đội đã lâu chưa giành được chiến thắng. Tuy nhiên tinh thần trong ngày hôm nay thì toàn đội đã chơi hết sức và mọi người đã giành chiến thắng. Rất cảm ơn người hâm mộ đã đến sân để cổ vũ cho đội tuyển và người hâm mộ xem truyền hình. Hy vọng rằng đây sẽ là cái Tết đặc biệt nhất cho khán giả như đã hứa trước trận đấu. Và trận đấu rất áp lực, thế nhưng Van Persie đã rất tâm lý. Ông ấy đã giảm tải áp lực cho cả toàn đội bằng những cử chỉ và đáp ứng yêu cầu của toàn đội, kể cả như là có những bánh chưng hay giò chả. Và rất may mắn thì cuối cùng chúng tôi cũng đã có được chiến thắng. Và quả thực thì thực sự là những chia sẻ đây là cái sự chia sẻ quá tuyệt vời. Huấn luyện viên Persie là một con người vô cùng tỉ mỉ và chăm sóc cho những cậu trò của mình từng ly từng chút một. Mà chính điều đó, sự đoàn kết cũng khiến chúng ta đã có được một chiến thắng ngày hôm nay. Thầy Park và đội trưởng của chúng ta và những cầu thủ Việt Nam đã hứa rằng sẽ mang đến cho đội tuyển Việt Nam, cho các cổ động viên Việt Nam một cái Tết thực sự trong ngày đầu năm, và họ đã làm được. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã mang đến một trận đấu, một chiến thắng quá ngọt ngào và một cái Tết quá ngọt ngào dành cho các cổ động viên Việt Nam. Và một chia sẻ của Van Persie thì thực sự đó là chia sẻ rất tâm đắc, và tôi nghĩ rằng đó là những tâm tư tình cảm mà thầy Park cũng đã muốn nói rất lâu. Kết thúc phần họp báo sau khi trận thắng đội tuyển Trung Quốc, như được biết thì thầy Park thậm chí đã bất ngờ hét lớn như kiểu đó là ông muốn giải tỏa hết những nỗi buồn trong thời gian vừa qua. Ngay sau đường hầm của sân Mỹ Đình, khi mà cùng cậu trò Đỗ Hùng Dũng rời phòng họp báo, thì nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có cách bày tỏ cảm xúc thực sự là vô cùng thú vị. Ông đã hét rất lớn và khiến cho truyền thông bất ngờ, không kịp ghi hình đầy đủ cái khoảnh khắc này. Mặc dù vậy thì cách giải tỏa áp lực của Van Persie vẫn giúp cho người hâm mộ nói Việt Nam chúng ta hiểu một điều rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chịu rất nhiều những sức ép trong suốt một thời gian rất dài, nhất là sau thất bại tại AFF Cup 2020. Rất nhiều áp lực đè nặng lên các thành viên của đội tuyển Việt Nam. Và sau khi đội tuyển Việt Nam chúng ta đánh bại được đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Hồ Tấn Tài, Tiến Linh và đặc biệt là một siêu phẩm của Phạm Văn Đức, Van Persie đã liên tục có những biểu hiện ăn mừng rất hạnh phúc ở trên sân. Mà khi mà vào báo, thầy Park cũng đã dành chia sẻ rằng: "Trước tiên thì tôi chia sẻ đây là lần đầu tiên vào được vòng loại thứ 3 World Cup. Trước trận này thì chúng tôi đã thua 7 trận và việc thua nhiều khiến cho đội bị vi phạm khá nhiều. Và khi thua nhiều như vậy, tôi biết rằng những cầu thủ vẫn đoàn kết dù họ có khoảng thời gian dài rất mệt mỏi vì kết quả đó. Và hôm nay là ngày mùng 1 Tết, ngày lễ ý nghĩa, và kết quả ngày hôm nay là lần đầu tiên một đội bóng tại Đông Nam Á giành được chiến thắng. Tôi xin cảm ơn người dân Việt Nam và người hâm mộ và những cầu thủ. Và cầu thủ sau trận này sẽ về các câu lạc bộ, và trung tuần tháng 3 họ và đội U23 Việt Nam sẽ tập trung, còn đội tuyển sẽ còn 2 trận đấu nữa gặp đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Oman. Còn U23 sẽ có SEA Games sắp tới trong khoảng tháng 5. Và tôi sẽ phụ trách U23 đến khi mà kết thúc SEA Games, và sau đó tôi chỉ phụ trách tuyển quốc gia thôi.
Tôi còn hai trận tới mà SEA Games cũng như AFF Cup cuối năm. Tôi nghĩ rằng người hâm mộ có quá nhiều kỳ vọng về kết quả những cuộc giải đấu này. 60 năm rồi chúng ta mới được vào vòng loại này. Và hôm nay chúng ta đã có điểm số đầu tiên. Hôm nay đội tuyển thắng, chúng tôi đã rất nỗ lực. Thế nhưng cứ yêu cầu đội thắng hết sức, liên tục thì có lẽ rằng hơi quá tham lam. Chúng ta nên đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực của những cầu thủ, chứ thay vì chỉ đánh giá bằng những chiến thắng, khi không thắng thì lại quay trở lên phê phán họ. Đó thực sự là nhiều điều đáng buồn cho các cầu thủ, họ đã cố gắng hết sức rồi. Mà nói về trận đấu vừa qua thì ngay sau khi tiếng còi khai cuộc thì đội tuyển Trung Quốc họ cũng đã có ý đồ đó là chơi áp đặt trước đội tuyển Việt Nam. Và họ cũng đã nhanh chóng đẩy cao đội hình, thế nhưng không dễ để vô hiệu hóa những cầu thủ áo đỏ. Mặc dù chơi trên thế giằng co thì những cầu thủ học trò của Ruud Bouwsen vẫn thể hiện được cái bản lĩnh của mình. Bởi ngay phút thứ 9 thôi, bên cánh phải thì Tuấn Hải đã nhả bóng ra sau cho đội trưởng Đỗ Hùng Dũng và tiền vệ này đã bình tĩnh quan sát trước khi tạt bóng để cho Hồ Thân Tài lao vào, đánh đầu chuẩn xác về góc lưới, mở tỷ số của trận đấu này. Và sau khi có được một cái khởi đầu rất thuận lợi thì đội tuyển chúng ta đã càng chơi càng hay, càng có nét hơn. Mặc dù tỷ lệ kiểm soát bóng cho thời điểm chúng ta chỉ thấy rằng chỉ khoảng 30% so với đối thủ thôi. Thế nhưng những pha phối hợp và tấn công luôn khiến cho hàng phòng ngự của đối phương phải rất vất vả mới có thể chống đỡ được. Và chỉ chưa đến 10 phút sau bàn thắng đầu tiên thì các chàng trai áo đỏ của chúng ta tiếp tục dụ thêm một gáo lực lạnh nữa cho đội khách. Từ tình huống đá phạt bên cánh phải thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã có được một pha phối hợp cực kỳ ý. Và cuối cùng thì Tuấn Hải, Hùng Dũng đã giúp cho Tiến Linh để bóng rung lưới đội tuyển Trung Quốc và nâng tỷ số lên 2-0. Theo rất nhiều chuyên gia đánh giá thì với việc là bố trí sơ đồ chiến thuật như hiện tại, khu vực tuyến giữa được kiểm soát bởi Đỗ Dũng, Quảng Hải và Hoàng Đức đã đem lại sự yên tâm nhất định. Làn gió mới Tuấn Hải thì cũng đã tiếp tục thể hiện được mình rất năng nổ ở trên hàng công và cầu thủ trẻ này đã làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình khi có những pha xử lý thực sự là vô cùng thông minh. Và ở bên cánh phải thì Tấn Tài đã đảm nhiệm rất tốt cái nhiệm vụ của mình khi lên công và thủ rất linh hoạt với một nền tảng thể lực cực tốt. Tuy nhiên ở hàng phòng ngự thì mặc dù các thủ cũng đã chơi khá tốt nhưng cũng đã có khá nhiều lần khiến cho Nguyễn Mạnh đã phải rất vất vả có những pha cản phá. Và thực trong trận đấu ngày hôm nay, Ruud Bouwsen đã có một quyết định thực sự là quá sáng suốt khi mà tung Nguyễn Mạnh vào sân. Khi đó thì chúng ta đã có được rất nhiều những pha cản phá tốt giúp cho mảnh lưới đội tuyển Việt Nam chúng ta được giữ nguyên. Và sang hiệp 2 thì thực sự là đã có một tình huống rất đáng tiếc, Nguyễn Mạnh đã bị đau, cùng với đó là anh đã phải ra sân. Cuối cùng thì Tấn Trường vào thay. Và khá đặc biệt, khi Tấn Trường vào thay thì chúng ta đã bị thủng lưới ở những phút cuối cùng. Thế nhưng điều đó có lẽ rằng cũng không phải khiến cho các cổ động viên của Việt Nam chúng ta quá buồn. Bởi với tỷ số 3-1 Trung Quốc thì chúng ta đã thấy rằng là chúng ta áp đảo đội tuyển Trung Quốc như thế nào. Và tôi nghĩ rằng hiện nay thì các cổ động viên của Trung Quốc sẽ chỉ khóc cho nước mắt mà thôi. Và sau khi mà trận đấu kết thúc, Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính cũng đã xuống sân để chúc mừng chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Rồi ông cũng đã mừng tuổi cho những cầu thủ. Đây thực sự là một cái Tết quá tuyệt vời, một cái Tết đầm ấm nhất, một cái Tết vui vẻ nhất và tôi nghĩ rằng là một Tết đáng nhớ nhất dành cho người dân Việt Nam. Chúng ta đã có được một chiến thắng trước người Trung Quốc trong đúng ngày mùng 1 Tết và tôi phải khẳng định rằng với các cổ động viên của Trung Quốc họ cũng rất muốn có được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta có Tết và họ cũng có Tết. Thế nhưng ngày hôm nay với sự đoàn kết, sự cổ vũ của các cổ động viên và đặc biệt là Ruud Bouwsen đã đưa ra những toàn tính thực sự hợp lý, chúng ta đã có được một chiến thắng. Và xin chúc chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững cái tinh thần này để có được những trận đấu thành công hơn nữa khi chúng ta gặp đội tuyển Oman cũng như Nhật Bản trong những trận đấu cuối cùng. Và tới đây thì bản tin của Từ Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Từ Bóng Đá.